Xin chào, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về thùng rác diệt nước nhẹ 60 lít màu đỏ. Cũng giống như thùng rác 60 lít màu xanh dương và màu xanh lá, thì thùng rác 60 lít màu đỏ cũng được làm từ hạt nhựa HDPE nguyên sinh 100%. Về cấu tạo thì thùng gồm có nắp, chốt, thân thùng và bánh xe. Thùng được cấu tạo bởi nắp thùng, tay cầm, chốt, thân thùng, bánh xe. Thùng rác Việt nhất nghệ 60 lít màu đỏ là màu dành cho rác có thể tái chế được, ví dụ như chai, lon nhựa, giấy. Vừa rồi là toàn bộ phần giới thiệu về thùng rác Việt nhất nghệ 60 lít màu đỏ. Hy vọng với video này sẽ giúp các bạn tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và góp phần chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp cùng với Việt nhất nghệ. Cảm ơn các bạn.